Bị anh mấy tuổi? Con 4 tuổi. Con học lớp mấy? Con học lớp Khương Sen. Rồi, mỗi mốt lớn lên có đi tu không? Có. Rồi, cho mời Thầy Phát Tân Hồ Sơn Bí Anh. Còn Thị Sơ này? Tuổi. Dạ, con là Quỳnh Anh, con 3 tuổi ạ. Quỳnh Anh 3 tuổi, Bí Anh 4 tuổi, còn con mấy tuổi? Dạ, thưa cha là con 34 tuổi ạ. Con là Maria Lê Thị Thu Trang, con ở giáo họ Trung Thôn, giáo xứ Giang Xá, địa phận Hà Nội. Con được mấy cháu? Dạ, con được 2 cháu và 1 cháu đang ở trong bụng nữa. Là 2 cháu rưỡi. Con lập gia đình được mấy năm? Con lập gia đình đến nay là đã được 13 năm ạ. Hai vợ chồng con lập gia đình sau 8 năm thì vẫn chưa có em bé. Và vợ chồng con cứ bảo nhau là thôi mình cứ cầu nguyện Chúa và trước sau Chúa sẽ thương vợ chồng mình, sẽ ban cho vợ chồng mình những đứa con thật là ngoan. Và đúng như vậy, Chúa đã nhận lời vợ chồng con và sau 8 năm đến năm thứ 9 thì con sinh em bé đầu. Đến năm thứ 10 thì con sinh em bé thứ 2. Và năm nay là năm thứ 13 thì con đang mang bầu em bé thứ 3. Hallelujah! Sau mấy năm đợi chờ? Sau 8 năm thưa cha. Vâng, thưa anh chị em nghĩ tưởng tượng sau 8 năm đợi chờ mà chú ban cho một lúc cứ năm một. Vâng, còn hơn thứ ba là sau khi con sinh em bé thứ hai được 39 ngày thì con gái của con bị xuất huyết não do thiếu hụt vitamin K và sau đó thì lại bị biến chứng sang giãn não thất và bác sĩ đã phải mổ và đặt ống van trong đầu của con gái con. Sau khi về viện thì bé được hơn 4 tháng nhưng mà con vẫn chưa thấy bé cứng cổ. Thế lúc đó con mới giật mình và con vội vàng nhắn tin cho cha. Và sau 5 ngày con nhận được tin của cha và 5 ngày là con gái của con đã cứng cổ và 5 ngày tiếp theo thì con gái của con đã biết lẫy ạ và bé phát triển rất là thông minh. Bởi vì cái bệnh đấy thì có rất nhiều trẻ sẽ phải nằm liệt một chỗ. Thế nhưng mà Chúa đã rất là thương gia đình con và các con của con tạ ơn Chúa. Và ơn cuối cùng thì con xin được làm chứng cho cháu trai của con là người ngoại đảo. Hôm đó cháu của con 22 tuổi đi xe máy bị tai nạn, bị chảy máu não và bị lúc mê lúc tỉnh. Thế nhưng mà con đã vội vàng nhắn tin cho cha và chỉ sau 1 phút là cha nhắn tin lại cho con và con đã biết lúc đó Chúa đã nhận lời của con cầu xin và đúng như vậy. Chỉ sau 3 tiếng thì cháu trai của con đã tỉnh lại và ngày hôm sau chụp thì máu đã không còn ở trong não và cháu con bình phục rất là nhanh. Con tạ ơn Chúa vì hồng ơn Chúa ban cho gia đình con quá nhiều ạ. Sao con biết được giáo điểm tin mừng mà từ ngoài Hà Nội con bế 2 đứa rưỡi đến đây để mà làm chứng cho Chúa? Thưa cha là thực ra cách đây khoảng 7 năm thì cha ở giáo xứ con có cho gia đình con quyển tâm thư nhân lòng nhân hậu của cha. Thì lúc đó con chỉ đọc một lần thôi và con đã cất rất là kỹ. Nhưng mà sau khi em bé nhà con đi viện thì có một cái bác cho con số điện thoại của cha và từ đó là con biết đến lòng thương xót Chúa nhiều hơn và từ đó gia đình con tín thác và sống rất hạnh phúc bởi vì có lòng thương xót ở bên cạnh chúng con ạ. Trước khi mà con lập gia đình và con theo đạo Công giáo thì con là đạo gì? Thưa cha, con là đạo Phật ạ. Con không hề biết đến đạo Công giáo. Và con rất là hạnh phúc khi giờ này con được con là con gái của Chúa ạ. Thưa anh chị em, có những người Công giáo đạo gốc mà mình có bao giờ mình cảm nhận được là rất hạnh phúc vì mình được làm con của Chúa. Có những gia đình Công giáo gốc mà mình cảm thấy rất hạnh phúc vì gia đình mình có được lòng Chúa thương xót cho nên là rất bình an không? Mà có những người Công giáo mà đợi chờ có khi mới có một vài năm là đã thất vọng, người ta đợi chờ tới 7 năm vẫn kiên trì cầu nguyện và Chúa ban cho cái ơn kiên trì cầu nguyện đó hơn cả những gì họ mong ước, họ xin một Chúa cho mấy có 2 rưỡi. Đây tặng cho sơ móc quá lòng Chúa thương xót nha. Đây tặng cho sơ cái chành chuỗi, đây tặng cho sơ. Đây. Con cảm ơn cha. Ồ,
Trời ơi, nó có 3 tuổi mà nói nghe.